chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhung Đỗ, nơi mà Nhung sẽ chia sẻ những bài tập về giảm cân và đời sống hàng ngày. Bài tập ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với chị Duyên Thảo và là chị Thanh Ngọc tập đốt mỡ toàn thân, sau đó tập bài bụng dưới. Bài bụng dưới này dành cho những bạn nào các bạn mới tập, các bạn có thể tham khảo và tập theo nhé. Hạn chế đau lưng và Nhung sẽ hướng dẫn chi tiết trong bài tập. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu vào khởi động và làm nóng. Chúng ta bắt đầu vào bài tập nhé. Tay phải các bạn đưa thẳng lên cao, co chân trái, sau đó các bạn duỗi chân trái. Co chân trái thở, duỗi chân trái, co và duỗi. Động tác này chúng ta thực hiện từ 15 đến 20 nhịp tùy theo sức của các bạn, và các bạn có thể lặp lại 3 vòng nếu như các bạn muốn nhé. Các bạn lưu ý khi thực hiện động tác, chúng ta cho cái đầu gối và khuỷu tay gặp nhau. Thở ra, khi hạ và hít sâu, các bạn nhớ là mình hãy rớt chân nhẹ nhàng thôi nhé. Hãy cố gắng lên thở và xuống hít. Trong lúc các bạn tập, hơi thở của chúng ta cực kỳ quan trọng, nó đóng góp một phần rất lớn đến hiệu quả của bài tập các bạn nha. Còn 3 nhịp cuối cùng, sau đó chúng ta sẽ đỡ chân và lặp lại động tác với bên còn lại nha các bạn. Lên thở và hạ chân xuống sàn hít. Các bạn hãy lưu ý, hãy nhìn kỹ thuật động tác cho thật kỹ giúp Nhung. Khi các bạn co gối là khuỷu tay chạm gối, và duỗi chân là tay thẳng. Động tác này thực hiện 15 đến 20 nhịp. Cũng như Nhung nói lúc đầu, các bạn có thể tập từ 1 vòng đến 3 vòng nếu các bạn muốn nha. Chuẩn bị chuyển qua động tác thứ hai rồi. Ở động tác thứ hai này, Nhung sẽ quay mẫu nghiêng cho các bạn dễ quan sát. Đầu tiên, hai chân chúng ta khép lại, gối hơi trùng. Hai tay chúng ta thẳng trước ngực, xoay lòng bàn tay hướng vào nhau các bạn nha. Từ từ các bạn sẽ đưa chân trái của mình ra phía sau và cho tay lên cao, căng nhóm cơ bụng và cơ mông đùi, thở ra, hạ về hít sâu. Tương tự với chân còn lại. Các bạn cho chân ra sau, chúng ta sẽ thở ra và trở về hít. Tương tự và chúng ta sẽ lặp lại với bên còn lại. Thực hiện từ 15 đến 20 nhịp cho động tác này, và cũng lặp lại 3 vòng nếu như các bạn muốn nha. Hãy cố gắng thực hiện động tác một cách chậm rãi nhất có thể. Khi các bạn đã quen dần với từng động tác thì chúng ta có thể tăng cái tốc độ của động tác lên. Ta sẽ tác động vào toàn thân. Các bạn sẽ có những nhóm cơ tham gia như sau: tay, vai, lưng, bụng và nhóm cơ mông, cơ đùi của chúng ta nữa các bạn nhé. Ngoài tác dụng là đốt mỡ ra, thì cái động bài tập ngày hôm nay giúp cho vùng bụng các bạn trở nên săn chắc. Và các bạn lưu ý là hãy tập cùng Nhung và nhóm Nhung đến hết bài tập nhé.
vài nhịp nữa thôi và chúng ta chuẩn bị chuyển qua động tác tiếp theo mọi người nha. Ở tư thế chuẩn bị, các bạn đứng chân chậm lại, tách chân phải sang ngang, hai tay dang ngang, chúng ta thở và trở về hít sâu nè. Thở ra và trở về hít sâu. Các bạn tương tự lặp lại với chân còn lại các bạn nha. Động tác này thực hiện từ 15 đến 20 nhịp tùy theo sức của các bạn. Và chúng ta có thể tập được 3 vòng nếu như các bạn muốn. Khi các bạn đã quen dần với kỹ thuật của động tác thì các bạn có thể tăng tốc động tác lên hoặc là tập giống như hai mẫu tập của Nhung vẫn được nhé. Bài tập này rất hiệu quả dành cho những ngày mà các bạn có lỡ ăn nhiều đi chăng nữa nè, mà chúng ta không có thời gian tập luyện nhiều thì các bạn có thể áp dụng bài tập này nhé. Chị Dương Thảo là chị mặc đồ đen 53 tuổi và chị Thanh Ngọc là 45 tuổi rồi các bạn nha. Hiện tại là hai chị đang tập cùng với Nhung. Các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta có tập luyện thể dục thể thao thì nhìn chúng ta lúc nào cũng tươi, trẻ và khỏe khoắn hơn với lứa tuổi của mình, đúng không nào? Tập luyện giúp cho chúng ta có một sức khỏe tốt và tinh thần tươi trẻ thì nó còn giúp cho vóc dáng của các bạn được cải thiện tốt hơn, có tập sẽ đẹp hơn là không tập. Cho nên các bạn đừng tiếc thời gian với bản thân mình, chỉ cần dành từ 15 đến 30, 45 phút, 60 phút mỗi ngày thôi. Các bạn nào có thời gian nhiều hơn thì chúng ta sẽ tập những bài dài hơn. Những bạn nào không có thời gian thì các bạn có thể tập những bài tập ngắn cùng với Nhung nhé. Những bài tập mà Nhung up lên chủ yếu là chia sẻ cho các bạn những bài hiệu quả nhất, làm cho chúng ta dù các bạn ở công việc nào, ở lứa tuổi nào thì các bạn cũng có thể tập theo những bài tập của Nhung nhé. Đến đây là cánh tay chúng ta khá mỏi rồi, có mỏi, có đau thì mới có đẹp các bạn ha, cố gắng lên. Và bây giờ chúng ta chuyển động tác tiếp theo, hai tay mình co, khuỷu tay mở sang hai bên, gồng chắc tay vai lại. Co gối chân ở bên phải lên cho chạm khuỷu tay trái, gối chạm vào khuỷu, tác động vào nhóm cơ eo, cơ bụng, phần lưng phía sau của các bạn nhé. Thực hiện 15 đến 20 nhịp cho động tác này, sau đó chúng ta sẽ đảo chân và lặp lại động tác. Các bạn có thể tập từ 1 vòng đến 3 vòng tùy theo thể lực của các bạn nhé. Lên thở và hạ chân và hít sâu. Cố gắng thực hiện động tác chuẩn dùm cho Nhung trước, sau đó chúng ta hãy làm nhanh. Lên thở và xuống hít. Nhung sẽ quay cận cho các bạn quan sát cái kỹ thuật động tác, các bạn hãy nhìn cho rõ nha. Hãy cố gắng. Khi mà chúng ta tập với nhau qua màn hình như thế này thì quan sát và nghe giảng rất là quan trọng với các bạn. Các bạn không cần phải gấp đâu nha. Lên thở và xuống hít giúp cho Nhung. Hơi thở luôn phải giữ đều trong lúc tập. Cố lên nào. Cùng nữa các bạn nha. 3, 2 và 1. Thôi chúng ta sẽ chuyển đổi bên còn lại và lặp lại động tác tương tự cho gối và khuỷu tay chạm vào nhau. Các bạn hãy lưu ý nha. Nâng lên thở, hạ về hít sâu. Động tác này tác động vào eo, bụng, phần lưng và phía sau của chúng ta, kéo theo cả nhóm cơ mông đùi vận động nữa, giúp cho vùng mông và vùng đùi của các bạn trở nên săn chắc và thon gọn hơn. Như câu nói mà Nhung thường nói, có tập có đẹp.
còn 3 nhịp cuối cùng nữa thôi. Và sau đó chúng ta sẽ chuyển qua động tác đốt mỡ toàn thân cuối cùng. Các bạn sẽ co gối lên ngang ngực của mình, gặp lại 4 nhịp và tách chân 4 nhịp. Tiếp tục chúng ta sẽ co gối lên 4 nhịp ha, và tách chân 4 nhịp. Các bạn lưu ý là thở đều và hít đều trong lúc tập. Lên thở 4 nhịp và tách chân 4 nhịp. Hãy cố gắng lên. Lên 4 nhịp và tách chân 4 nhịp. Các bạn có thể thực hiện từ 15 đến 20 lần cho động tác này và lặp lại 3 vòng. Nếu như các bạn tập tốt, có thể lực khỏe. Còn không thì các bạn có thể tập theo đúng như cái thời lượng trong clip của Nhung là được nha. Thì chúng ta còn cả một bài tập ở phía sau là bài tập cho nhóm cơ bụng dưới của mình, cơ bụng chéo nữa. Thật gần để cho các bạn có thể quan sát được những nhóm cơ mà chúng ta tham gia vận động trong lúc tập đây nhé. Hãy cố gắng lên. Tiếp tục nào. Có rất nhiều bạn hỏi Nhung là chỉ tập nhảy không thì có được hay không? Thì Nhung khuyên các bạn là chúng ta có thể tập theo lịch ở trên fanpage của Nhung, và Nhung sẽ để link fanpage ở bên dưới phần ghi bình luận này. Hoặc là các bạn có thể chia đều các bài tập ra. Tốt nhất là chúng ta nên tập đều, tập đủ tất cả các nhóm cơ. Các bạn học những bài tập nhảy không cũng được, nhưng mà những bài tập nhảy thì Nhung có đánh số, thì các bạn nên chia đều những bài tập ra để tập. Chúng ta không nên tập hoài một bài tập các bạn nhé. Nếu như các bạn muốn có một cái hiệu quả tốt nhất trong khi chúng ta tập luyện, thì chúng ta nên thay đổi bài tập để thay đổi cường độ của bài tập. Việc thay đổi bài tập thường xuyên giúp cho các bạn tập luyện hiệu quả hơn các bạn nhé. Bây giờ chúng ta đã chuẩn bị chuyển qua bài tập nằm. Các bạn nghỉ cho Nhung 10 giây, dậm chân tại chỗ, hít thở, nghỉ ngơi và các bạn uống nước. Sau đó chạy thảm ra và chúng ta sẽ cùng nhau tập bài bụng dưới. Bài bụng dưới này Nhung sẽ hướng dẫn từ cơ bản. Nếu như bạn nào các bạn đã tập quen rồi thì chân của các bạn không chạm sàn nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ nằm trên sàn, hai tay để sát vào đùi, nâng chân lên vuông góc với rốn, thở ra, hạ chân sát xuống sàn, hít luôn. Đây là bài dành cho những người mới tập. Những bạn nào các bạn đã tập quen rồi thì chân không chạm sàn. Còn những người mới thì các bạn cứ cho hai chân xuống sát sàn như thế này. Lên là thở nè, xuống hít. Các bạn không cần vội tập đâu, đây là đang là bài tập mẫu thôi. Sau khi chúng ta đã nắm rõ kỹ thuật, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tập với chị Ngọc và chị Thảo nhé. Lên vuông góc với rốn, thở ra và hạ về, hít sâu, chạm sàn. Những bạn nào mà các bạn đã tập quen rồi thì các bạn không chạm sàn nhé. Lên thở và xuống hít, chạm sàn. Lưu ý khi chúng ta đi động tác này, thắt lưng của các bạn rất quan trọng. Hãy cố gắng ấn chặt thắt lưng xuống sàn. Lên thở và xuống hít sâu. Thực hiện động tác từ 15 đến 20 nhịp. Chúng ta có thể lặp lại 3 vòng nếu muốn. Bây giờ chuẩn bị chuyển tư thế chân co các bạn nha. Các bạn sẽ co gối hai chân vuông góc, thở. Hạ về sớm xuống sàn luôn, hít. Co thở. Và duỗi xuống sàn hít các bạn. Co thở. Duỗi xuống sàn hít. Những bạn nào đã tập quen rồi, chân các bạn lúc duỗi không cần chạm sàn nha. Lên thở và xuống hít. Thực hiện động tác này từ 15 đến 20 nhịp. Các bạn có thể tập từ
một vòng đến ba vòng tùy theo sức của các bạn nha. Lên thở, xuống hít. Và chuyển qua động tác cơ bụng chéo. Động tác này các bạn lưu ý là các bạn để hai tay của mình ra sau cổ, đỡ lấy cổ, giở vai mắt nhìn vào bụng, duỗi chân phải ra, cho khuỷu tay phải chạm gối trái và đổi bên lặp lại động tác. Chân còn lại các bạn duỗi thẳng mà không chạm sàn nhé. Thực hiện động tác này từ từ, các bạn không kéo phần cổ. Hãy lưu ý là chúng ta xoay eo và xoay bụng. Hãy nhìn thật kỹ kỹ thuật của động tác nhé. Khi xoay các bạn thở, hít đều, thở hít đều, cho khuỷu tay chạm vào gối, nhìn vào phần eo và phần bụng chuyển động. Hãy cố gắng kiểm soát cơ thể của mình khi các bạn vận động các bạn nhé. Khuỷu tay chạm gối, thực hiện từ 15 đến 20 nhịp cho động tác này và có thể lặp lại 3 vòng nếu các bạn muốn nhé. Tập bụng, cơ bụng các bạn đau là chuyện rất bình thường, là các bạn đã tập đúng rồi, không cần phải lo lắng các bạn nha. Bây giờ chúng ta chuẩn bị nằm sấp, cho hai tay ép sát vào người, ép sát khuỷu tay vào, từ từ hạ ngực xuống, thở ra, bàn tay cũng ép sát vào ngực luôn, lên hít sâu, hạ về thở ra. Các bạn nhớ là chúng ta hãy trả lưng trước khi chúng ta nghỉ nha. Động tác trả lưng này các bạn thực hiện từ 15 đến 20 nhịp và dung nghỉ nó chỉ cần thực hiện một vòng là đủ mọi người nha. Nhung và Nhóm cảm ơn các bạn đã tập hết bài tập ngày hôm nay. Các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của Nhung Độ để ủng hộ cho Nhung rất nhiều bài tập hơn nữa.